Mình định làm cái video kiểu mở tủ ra, thấy cái gì là mình sẽ quay cái đó. Rất là hay đúng không? Nhưng mà để mình cho mọi người coi nha. Mình không nghĩ là cái tủ đồ ăn vặt của mình nó lại nghèo nàn đến cái mức này ấy. Nó chỉ còn mấy cái gia vị thôi. Với lại mấy cái kẹo này thì không quay được. Thôi chắc là mình sẽ đi siêu thị ha. Video này thì Giang sẽ hướng dẫn mọi người từ A đến Z. Nên là đầu tiên chúng ta sẽ có setup đèn. Mình sẽ setup đèn như thế nào? Hôm nay thì mình sẽ setup theo cái concept cá nhân của mình. Đấy là nó đơn giản thôi, tối giản. Bàn của mình màu trắng, nền của mình cũng màu trắng luôn. Lưu ý là mọi người phải sử dụng những cái thiết bị đèn nó chất lượng nha. Còn nếu như mọi người sử dụng những cái đèn mà đèn kiểu điện gia dụng á, đó, nó không chuẩn màu thì nó sẽ không thể nào ra được cái ánh sáng đẹp được. Hiện tại có rất là nhiều đèn giá rẻ này, nhưng mà nó là đèn gia dụng chứ không phải đèn quay, thành ra cái độ chuẩn màu nó không có. Mọi người lưu ý mua những cái hãng đèn chất lượng như là Godox này, Nanlite, Amaran, rồi Yun, hoặc là rẻ hơn thì mình sẽ có Ulanzi chẳng hạn. Thì đấy là những cái hãng đèn nó uy tín nha. Thì mọi người nên mua những cái hãng đèn như vậy để mình có thể sử dụng lâu dài. Ánh sáng chính mà mình sử dụng cho set quay này, đấy là một chiếc đèn Godox SL150W nha mọi người. Mình sẽ để thấp thấp xuống cho nó vào cái sản phẩm của mình ha. Rồi như thế này. Đèn Godox SL150W cộng thêm một cái softbox để mục đích làm mềm ánh sáng nha mọi người. Ở đây mình sử dụng softbox hình chữ nhật này. Mọi người đánh một cái góc khoảng 45 độ so với cái sản phẩm của mình ha. Tấm tảng sáng này thì nó không thể nào tự đứng được, nên là mình sẽ sử dụng một cái thanh ngang như thế này và móc cái phần tấm tảng sáng ở trên này để cố định ha. Đằng sau này thì mình sẽ sử dụng một đèn 60W, nhưng mà mình dùng có 36% thôi. Cái đèn này là của Kobo này, mình cũng mua cũng lâu rồi. Thì mình sẽ muốn là cái ánh sáng của mình mềm nhất có thể, nên là mình sẽ không đánh trực tiếp đèn này vô cái tấm tản sáng, mà mình thêm cho nó một cái softbox Chinabo nữa để nó mềm mềm hơn rất là nhiều. Thì cái background của mình trông nó mịn ý. Thì mình sẽ đánh vô cái phần tấm tản sáng này. Ở đây mọi người đã có ánh sáng chính đẹp rồi này, background đẹp rồi. Tuy nhiên khi mà mọi người chiếu ánh sáng chính góc 45 độ vào sản phẩm thì cái mặt bên này nó sẽ bị tối. Đó, mọi người thấy bóng đổ của sản phẩm ở đây không? Đó, thì mặt bên này nó không được ánh sáng chiếu vào nên là nó bị tối á. Thì mọi người muốn cho cái ánh sáng nó đều, nó đẹp, thì mình sẽ sử dụng cái tấm hắt sáng này. Đây là một cái tấm hắt sáng, nó sẽ có hắt sáng mặt bạc này và mặt trắng như thế này. Thì mọi người có thể hắt sáng lại như thế này cũng được nha. Ánh sáng từ đèn chính nó sẽ chiếu vô đây. Đó, nó hắt ngược lại vô đây để cho cái phần này được bù sáng. Ánh sáng ở phần tiền kỳ nó rất là quan trọng, nó quyết định video của mọi người xấu hay là đẹp. Đó. Và một cái thiết bị cuối cùng quan trọng đấy là tripod. Thì hôm nay mình sẽ sử dụng một chiếc tripod 3 chân để mình tạo ra được cái độ vững chãi chắc chắn ổn định nhất có thể. Bởi vì nếu như thước phim của mọi người khi mà mọi người làm hiệu ứng stop motion á, nó bị rung thì nó sẽ như thế này. Mình sẽ cần một chiếc tripod vững chắc để tránh trường hợp dịch chuyển vị trí. Nếu như mọi người chỉ cần dịch chuyển cái vị trí của điện thoại thôi là thước phim nó không đẹp rồi. Nên là hôm nay mình sẽ sử dụng cái tripod 3 chân này nha. Mọi người thấy tripod của mình màu vàng cá tính không? Hơi cao, để này hơi cao, kéo một chân lại.
Để mình có thể thuận tiện hơn khi làm hiệu ứng stop motion này thì mình sẽ chọn một cái app có tên là Stop Motion Studio nha mọi người. App này sẽ có một số tính năng để hỗ trợ mình làm video hiệu ứng stop motion nó dễ hơn á. Khi mọi người tải được app rồi ấy thì mình sẽ vào New Movie này. Bỏ qua cái phần hướng dẫn này đi. Rồi bây giờ mọi người có thể chọn vào cái phần camera này. Mọi người chọn vào đây. Đó, để mình có thể tùy chỉnh. Mình sẽ để là menu để mình có thể tùy chỉnh nhiều thông số hơn. Rồi tiếp theo mình sẽ có cái focus. Nó sẽ điều chỉnh cái phần lấy nét ấy. Ở đây mình để là 5 thì nó đã lấy nét vào cái sản phẩm của mình rồi. Mọi người tùy chỉnh theo cái khoảng cách nha, chứ không phải là cứ để 5 giống như mình đâu. Tiếp theo ở đây là ISO thì mình sẽ để thấp nhất này. Shutter là tốc độ chụp thì mình sẽ để 1/250. Tiếp theo cái này là zoom ở trên lens thì mình sẽ để là 2x này. Rồi, done. Mọi người có thể bật đường lưới để mình căn chỉnh bố cục nhé. Đường lưới ở đây này. Bây giờ mình sẽ căn chỉnh lại cho nó cân đối này. Rồi. Một cái thiết bị nhỏ nhỏ mà mình khuyên mọi người nên có đấy là remote. Để khi mà mọi người kết nối Bluetooth với điện thoại, mình có thể là bấm chụp này. Đó, nó chụp luôn này. Remote này sẽ hỗ trợ mọi người khi mà mình di chuyển sản phẩm này. Thì mọi người có thể rảnh tay cầm cái này, mình ấn chụp. Đó, nó chụp vô rồi đó. Này. Đây nó chụp được một tấm rồi này. Ấn chọn, mình delete nó đi. Cách thức hoạt động của nó sẽ là khi mà mọi người dịch chuyển một bước ấy, đó thì mình sẽ chụp ảnh. Rồi ở đây mình sẽ chụp trước một cái bàn trống này. Rồi, tiếp theo mình cho đồ vật vào khung hình. Bấm tiếp này. Rồi nhích tiếp này. Mọi người có thể kéo cái phần ở đây để mình xem cái hình trước ấy nó như thế nào á. Chụp một tấm. Rồi. Chụp một tấm. Chụp một tấm. Chụp một tấm. Chụp một tấm. Chụp. 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 Chụp xong cái đường đi của nó rồi thì mọi người có thể bấm vào cái nút play này. Đó, để coi lại xem là nó đi như thế nào rồi. Nó đang đi như thế nào, đúng không? Thì nếu như là mọi người muốn chụp tiếp thì mình cứ chụp tiếp thôi. Còn không thì mọi người có thể thoát ra bên ngoài và xuất video ra. Sau khoảng tầm 1 tiếng thì mình đã làm xong một cái thước phim như thế này rồi. Để cho mọi người xem lại từ đầu này. Thì bây giờ xong rồi đúng không? Xong rồi thì mọi người sẽ ra bên ngoài này. Sau đó ấn giữ cái này. Export movie. Đó, để mình xuất cái video này ra. Rồi, mọi người sẽ chọn vào lưu video này. Rồi, ok. Đã được lưu ở trong album ảnh của mình rồi. Trước khi dọn dẹp hiện trường thì mình sẽ cần phải thu âm tiếng. Sau đó là đặt cái micro nó gần chủ thể phát ra tiếng động. Đó, tức là cái phần khu vực này. Mục đích là để xíu nữa khi vào phần edit ấy, thì mình sẽ sử dụng những âm thanh này mô phỏng lại tiếng động khi có hành động, như là tiếng mở hộp, tiếng bóc kẹo này. Quay xong video này là mình bị sốt luôn, chả hiểu sao. Bây giờ miệng mình toàn mùi thuốc thôi. Nếu như mọi người có ở cạnh mình bây giờ nói chuyện với mình thì chắc là mọi người sẽ ngửi thấy toàn mùi thuốc thôi. May là uống thuốc xong thì nó cũng đỡ, nó hết sốt rồi. Bây giờ là gần 11 giờ rồi, tranh thủ mình quay video. Edit xong thì ngày mai sẽ đăng để mọi người coi ha. Mình định để mai mới quay nốt cái phần hậu kỳ á. Nhưng mà háo hức á. Háo hức để đăng ấy. Nên là mình quay luôn tối nay. Rồi nha. Sau khi xuất video vào trong album ảnh của mình thì bây giờ mình sẽ vào cái phần mềm CapCut để mình chỉnh sửa thêm cho video. Mình có thể thêm nhạc này, thêm âm thanh, thêm chữ vân vân. Để cho cái video của mình nó hay hơn á. Thì mình sẽ chọn dự án mới này. Đó, mình vô CapCut rồi ấy nha. Chọn video. Mình vừa mới xuất ra này. Thêm. Đó. Mình được một cái video như thế này rồi. Bây giờ thì mình sẽ thêm cái phần âm thanh nha. Âm thanh hiện trường ấy. Thì lúc nãy là mình thêm ở phần ghi âm đúng không? Bây giờ mình thoát ra vô lại phần ghi âm này. Đó. Mọi người ấn vào cái dấu 3 chấm ở đây. Rồi chia sẻ. Chọn vào CapCut này.
Import audio to CapCut thì nó sẽ thêm đúng nguyên y chang vào trong CapCut luôn. Bây giờ mình sẽ nghe thử cái phần âm thanh sao cho nó phù hợp ha. Cái này là cái mà mở hộp này. Cái mở hộp này. Mình tách lấy cái này ra nha. Tách này. Tách ra riêng, ấn giữ, kéo qua cái phần mở hộp đâu à? Mở cái lon chứ. Nó hơi nhanh hơn so với cái hình. Nên là mình sẽ làm giảm tốc độ nó xuống. Vừa thôi, không nó kỳ á. Đỡ rồi đó. Ok. Kéo ra đây một xíu này. Ok á. Cũng khớp ha. Rồi. Cái đoạn tiếp theo đấy là nhấc cái kẹo ra. Bóc kẹo đúng không? Kiếm cái... Đây đây đây, cái đoạn bóc kẹo này. Đây đây, tách ra riêng. Xóa đoạn trước này đi. Tách riêng đoạn bóc kẹo này ra. Đó. Thực ra cái âm thanh này lúc đầu là mình vo cái phần túi bóng ấy. Này. Đó, hả mọi người? Cái đoạn sau thừa này. Hay quá. Rồi tiếp theo là cái đoạn kẹo mọi người cũng làm tương ứng nha. Tiếp theo thì mình sẽ chỉnh màu nhé. Chọn vào tùy chỉnh này. Đó. Mình bấm qua cái hình ảnh này cho dễ nhìn này. Rồi chọn vào độ sáng này. Mình muốn cái video này trông nó tươi sáng này. Tăng lên một xíu, tương phản bớt đi. Rồi độ chói tăng lên. Đó. Vùng tối tăng lên. Đó. Gọi là tươi sáng mà. Ok. Rồi, trước và sau này. Trước này, sau. Quá đã. Rồi á, bây giờ mình thêm chữ nha. Mình sẽ chọn vào văn bản này. Mẫu văn bản. Thêm mẫu cho nó nhanh. Mẫu thiết kế nó cũng đẹp lắm. Đây mình chọn cái này nhé. Summer Sale này. Đó. Rồi, ok, mình kéo cho hết cái đoạn này. Ok. Rồi. Di chuyển qua bên này. Trời ơi, lúc quay là có ý đồ hết rồi đó. Là để một cái khúc bên trái này để thêm chữ giới thiệu. Rồi bây giờ mình sẽ chia tách nó ra để mình có thể chỉnh riêng từng cái chữ một. Bây giờ mình vừa ấn chọn vào cái ô màu cam này. Là cái chữ á. Rồi kéo bằng chọn con trái, mọi người chọn vào chia tách. Đấy thì nó sẽ chia lẻ ra từng cái để mà mình có thể chỉnh sửa. Thì mình sẽ bỏ cái 50% này đi, mình không có thích. Rồi bây giờ cái spell số offer này mình đổi thành kẹo hoa quả. Kẹo trái cây à? Kẹo trái cây. Rồi chọn cái màu chữ cho nó giống với vỏ hộp này. Mình ấn vào cái bút này để hút màu của nó. Rồi ok, mình sẽ cho to hơn một xíu này. Rồi kẹo trái cây gì ta? Thôi để tên đi. Đó, này làm ví dụ thôi nha mọi người. Fox. Rồi. Cái bên dưới thì mình đổi thành tên của nó ở bên dưới luôn. Đỡ phải nghĩ. Mình thu nhỏ lại xíu nhé. Cái này dài quá. Ok. Đó. Thì nó sẽ hiển thị chữ như thế này. Tuy nhiên mình muốn có một cái nó hay hơn. Đấy là
cái lon nó đi đến đâu thì chữ mới xuất hiện đến đấy. Đó, nghe nó hay không? Đó, thì bây giờ mình sẽ làm nhé. Bây giờ mình sẽ tách đôi cái layer. Mình cắt cái này ra, tách này, tách cái video này riêng ra. Sau đó mình nhân đôi nó, nhân đôi, cho nó xuống thành lớp phủ. Lớp phủ, rồi bây giờ mình ấn giữ kéo qua trái này. Đó, rồi. Do cái chữ ấy, nó là một cái layer ở bên trên cùng, nên là mình sẽ phải cho nó thành layer bên dưới. Nếu mọi người chưa học cơ bản của CapCut ấy, thì nó sẽ rất là khó hình dung ấy. Nếu như mọi người chưa học ấy, thì cứ làm theo từng bước giống mình cũng được. Lại nha, ra bên ngoài thành công cụ chính này, để mọi người nhìn cho dễ này. Rồi mình ấn chọn vào video lớp phủ này, kéo bảng chọn qua bên trái. Mình chọn vào cái mục có tên là lớp. Đó, để mình thay đổi cái vị trí thứ tự của layer. Lớp này. Đó, bây giờ mình sẽ ấn giữ, kéo qua. Rồi, mọi người thấy mất màu đúng không? Mình sẽ kéo luôn cái tùy chỉnh, là cái chỉnh màu á, lên. Thì bây giờ layer đầu tiên của mình sẽ là màu này, layer thứ hai là lớp phủ, layer thứ ba, thứ tư, thứ năm mới là văn bản. Đó, thì bây giờ cái lớp phủ này nó che cái chữ văn bản rồi. Rồi ấn dấu tích. Rồi mọi người chọn vào mặt nạ của video lớp phủ nha, mặt nạ. Mọi người chọn vào cái ngang. Thì bây giờ mình sẽ xoay này, mình sử dụng hai ngón tay mình xoay này. Đó, mình xoay qua như thế này. Rồi, thì bây giờ mọi người kéo qua trái này. Đấy, mọi người thấy biến mất chữ rồi đúng không? Rồi, mình sẽ kéo thanh trắng này về đầu để mình bắt đầu ngay từ cái đoạn khúc đầu này. Mọi người sẽ thêm một cái hình thoi để mình di chuyển cái thanh vàng này. Đây, bây giờ ấn hình thoi có dấu cộng để thêm một hình thoi bắt đầu. Rồi di chuyển thanh trắng một xíu, mọi người kéo cái mặt nạ ra. Ok. Rồi tiếp, tương ứng cứ kéo ra cho đến hết thôi. Đó. Rồi, vậy là xong. Đấy, mình coi lại này. Đó, mọi người thấy không? Rất là đơn giản luôn. Đó, mỗi tội là mọi người phải hiểu cái cơ bản, căn bản của nó đã. Rồi giờ mình thêm nhạc nền nữa là xong rồi. Đúng không? Yummy. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Nếu như mọi người thấy hay này, thấy hữu ích thì nhớ cho Giang một like cũng như là subscribe, chia sẻ với bạn bè để Giang có thể làm ra nhiều video hơn. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.